sau khi lắp xong bánh xe thì các bác chuyển sang lắp yên và cọc yên cho em. Trên cọc yên thường nó sẽ có rất nhiều loại. Thứ nhất là loại một ốc, thứ hai là loại hai ốc như này. Thì các bác lấy hai con ốc này ra và các bác cài cái tay yên này vào, nó sẽ kẹp vào đây các bác nhé. Như loại cọc yên này của em là loại hai ốc, còn có những loại cọc yên nó chỉ dùng một ốc thôi, thì các bác cũng cài vào như vậy và siết ốc như vậy. Cái cọc yên này dùng hai ốc thì hai cái ốc này nó vừa có tác dụng là ngẩng yên lên xuống đằng trước đằng sau các bác nhé. Còn loại một ốc cũng vậy, nó sẽ có một cái rãnh tròn để nó trượt. Đây, các bác bắt tạm sơ vào xong các bác ướm lên xe để đo cái độ phẳng của yên. Đây các bác ướm lên xe xem yên nó đã phẳng chưa. Đây như này là yên nó đã thăng bằng rồi. Thì nếu nó ngẩng lên hoặc là nó cụp xuống thì các bác có thể điều chỉnh hai ốc kia ra, lới một con và siết một con các bác nhé. Đấy, như này là cái yên đã lắp xong. Và cái khóa ở cọc yên này cũng vậy, các bác dùng khóa như là ở bánh xe thôi. Đấy, mở ra và vặn căng ốc và khóa lại. Đấy, như vậy là đã lắp xong cái yên xe các bác nhá. Cái yên xe này thì nó vẫn còn có, thứ nhất là ngẩng lên ngẩng xuống được, thứ hai là nó có thể trượt tiến về phía trước hoặc trượt tiến về phía sau các bác nhá. Thì là nhiều cái xe mà các bác ngồi cảm giác nó với quá thì các bác có thể tiến lên và có thể dịch lại, nó tùy theo cái size của các bác nhé, có thể dịch lên 1-2 phân thoải mái. Đấy thì các bác lấy ốc ra và dịch cái yên lên xuống thôi. Như vậy là em đã lắp xong cái yên cho các bác xem rồi.